Chào mừng các bạn đến với kênh podcast Hay Đấy. Và đây là series Ủa. Đối với các bạn lần đầu ghé thăm chúng mình thì đây là nơi chúng mình chia sẻ về những kiến thức thường nhật xoay quanh ngày cưới. Chúng mình là Hay Đấy Media phóng sự cưới, và chúng mình chia sẻ về những kiến thức hữu ích cho các cặp đôi trong quá trình chào đón ngày vui của đời người. Mình là Tron Lê, và đây là lần đầu tiên chúng ta nhìn thấy nhau, cũng là lần đầu tiên chúng ta chào đón không chỉ một mà là hai khách mời. Vậy họ là ai? Xin mời chính chủ lên tiếng nha. Chào Thành, chào Thái. Xin chào anh John và mọi người. Mình là Thái, trưởng phòng hậu kỳ của Hay Đấy Media, và rất vui ngày hôm nay có mặt tại đây. Chào mọi người, còn mình là Thành, mình là editor của Hay Đấy Media. Rất vui khi được ngồi đây cùng với anh Thái và anh John hôm nay. Nếu các bạn đã follow các nền tảng social của Hay Đấy Media phóng sự cưới thì các bạn cũng đã biết được rằng ở tuần trước chúng mình đã có một cái story nơi chúng mình thu thập những ý kiến và cũng như những câu hỏi của các bạn khán giả xoay quanh câu chuyện về Sunday Edit. Và nếu các bạn đã lỡ bỏ qua thì chúng mình sẽ có những số story tiếp theo để cho các bạn có thể tham dự được. Riêng ở tập podcast lần này, các bạn đã đoán được rồi đó, chúng ta sẽ nói, chúng ta sẽ kể về và chúng ta sẽ có những chia sẻ về chủ đề Sunday Edit. Chúng ta sẽ giải đáp những thắc mắc của mọi người rằng Sunday Edit là gì, nó có quá xa lạ hay không, nó có quá xa xỉ hay không. Và nếu các bạn muốn tham dự vào những số podcast như thế này thì các bạn ơi, đừng bỏ qua kênh social của chúng mình nhé. Chúng mình Hay Đấy Media phóng sự cưới có mặt ở trên tất cả các nền tảng social bao gồm Facebook, Instagram và TikTok. Và không mất nhiều thời gian hơn nữa, chúng ta bao gồm John Lê, Thành và Thái sẽ cùng nhau giải đáp những thắc mắc của mọi người về câu chuyện Sunday Edit nhé. Ok, let's go. Ok, Thành và Thái ơi, thì không biết là mọi người khi trong quá trình làm việc, chắc hẳn mọi người là người quen thuộc với cái khái niệm Sunday Edit nhất, thì không biết là mọi người nghĩ rằng trong tập podcast lần này những câu hỏi mọi người nhận được nó có quá tầm mọi người không ha? Theo em nghĩ là chắc là em sẽ bao quát hết nội dung của câu hỏi của mọi người thôi. Ok, khá tự tin. Thế còn Thành thì sao? Còn theo em thì em nghĩ là em cũng sẽ trả lời được gần hết, hầu hết các câu hỏi của mọi người. Ok, vậy thì sẽ không mất nhiều thời gian hơn nữa ha mọi người. Thì đáng lẽ chúng ta sẽ có những cái câu hỏi về Sunday Edit là gì, nhưng mà tôi nghĩ rằng với những câu hỏi của các bạn khán giả dành cho chúng mình thì trong quá trình trả lời, chắc hẳn là những bạn đang lắng nghe số podcast lần này sẽ có được câu trả lời rằng podcast là gì, và các bạn sẽ có một hình dung cụ thể nhất ha. Cho nên là chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên. Ok, câu hỏi đầu tiên mà Hay Đấy nhận được có nội dung như sau. Đó chính là ngày cưới của em đơn giản thì có nên chuẩn bị clip Sunday Edit hay không? Đây là một câu hỏi mà chúng mình nhận được thông qua nền tảng Instagram. Và Thái ơi, chắc là câu hỏi đầu tiên thì sẽ dành cho Thái trước nha. Ok. Thì để tóm lại cho mọi người á, là Sunday Edit á, là một sản phẩm phim ngày cưới vào buổi sáng gia tiên, và sẽ được hậu kỳ ở Hay Đấy Media chắt lọc một cách là đầy đủ và ý nghĩa nhất để chiếu vào chiều tiệc của cùng ngày hôm đó. Thì đó là gọi là Sunday Edit. Và theo tụi mình á, thì cái một sản phẩm phim Sunday Edit á, có ý nghĩa là nó sẽ gồm như là vào buổi sáng gia tiên. Buổi sáng gia tiên là một ngày lễ mà rất là quan trọng trong tiệc cưới của người Việt Nam. Là ở đó là dâu rể là có thể là tùy thích mà thể hiện được cái bản sắc dân tộc của mình, như áo dài truyền thống nè, cổ phục nè, và thậm chí là những cái nét truyền thống mà riêng dâu rể mong muốn. Và theo mình, và cái ý nghĩa nhất mà cái clip Sunday Edit mang lại á, là sẽ là những cái khoảnh khắc thân mật đối với những khi mà mọi người tụ tập đầy đủ về hai bên gia đình để chuẩn bị cho lễ cưới của cô dâu và chú rể. Những cái ôm nè, những cái nắm tay nè, khoảnh khắc mẹ dắt cô dâu ra gặp chú rể. Thì đó mới là cái ý nghĩa mà Sunday Edit mang lại.
nó không chỉ là đơn giản hay là không đơn giản, mà mình tập trung vào những cái tình cảm gia đình là chủ yếu. Ok, cảm ơn Thái. Không biết Thành sẽ có bổ sung gì cho Thái không ha? Thì sau những gì mà anh Thái nói thì cái giá trị của Xem Đây Edit thì cũng là sự lan tỏa những cái giá trị chân phương dung dị trong ngày cưới. Thì hay đây tụi mình tin rằng là cái ngày cưới càng đơn giản thì clip sẽ càng cảm xúc. Và sau tất cả những ý trên thì tụi mình tin rằng là cho dù đám cưới của cô dâu chú rể có cầu kỳ hay xa hoa thì những cái giá trị cảm xúc nó rất là quan trọng, và Xem Đây Edit là một cái phương thức để dâu rể có thể truyền đạt những cái niềm vui đó cho người xem vào buổi tối như gia đình, bạn bè và người thân. Ok. Cảm ơn Thành và Thái. Thông qua chia sẻ của hai bạn thì Trân nghĩ rằng cái Xem Đây Edit nó là một sản phẩm mà nó sẽ vượt ra ngoài những nội dung về vật chất, nó sẽ vượt ra những cái câu chuyện về mức độ đầu tư của một đám cưới, mà nó sẽ đi vào câu chuyện là tinh thần, đi vào câu chuyện tình thân của những người có trong đám cưới đó. Và khi mà những cái thước phim được chiếu lên, nó sẽ mang đến một cảm xúc đặc biệt, một cảm xúc lan tỏa đến tất cả người xem rằng họ cũng là một trong những người có mặt trong buổi lễ đó, đúng không mọi người? Ok, rồi, cảm ơn mọi người. Thì đó là một câu hỏi trong tạm gọi là dễ nhất ha. Thì tới một câu hỏi, một thắc mắc nó cũng dễ nhì, nó sẽ như sau. Đó chính là Xem Đây Edit sẽ có thời lượng ra sao và sẽ được chiếu vào lúc nào? Đối với câu này thì chắc là Thành đi, Thành sẽ là người trả lời ha. Clip Xem Đây Edit của Heyday Media tụi mình sẽ có thời lượng từ 3 tới 5 phút. Thì đó là một cái thời lượng đã được tụi mình nghiên cứu và hiệu chỉnh để dễ dàng chạm đến cảm xúc của người xem nhất. Và cái thời lượng đó sẽ không quá dài hoặc không quá ngắn. Thì không quá dài ở đây là tụi mình sẽ có những cái điều chỉnh để cho phim không dài dòng lê thê, còn không quá ngắn là những cái nội dung tụi mình bỏ vào sẽ đầy đủ. Cảm ơn Thành. Thái không biết có bổ sung gì cho Thành không hả? Nói tiếp ý của Thành thì là mình xin được phép trả lời là vào cái thời điểm chiếu Xem Đây Edit là phù hợp nhất. Thì đối với mình, người đã từng làm rất nhiều Xem Đây Edit, và mình nghĩ là cái thời điểm chiếu phù hợp nhất theo mình đó là gọi là thời điểm vàng. Thời điểm vàng đó là trước khi mà bắt đầu vào lễ của cô dâu và chú rể. Thì cái thời điểm đó được gọi là thời điểm vàng vì khách mời và quan khách ngày hôm đó sẽ có được một sự tập trung cao độ nhất. Và khi mà clip Xem Đây Edit được chiếu vào thời điểm đó thì là sẽ thu hút được sự chú ý và cũng như là cái sự phấn khởi của người xem lúc đó. Và trong một số trường hợp nhất định đó, thì Xem Đây Edit sẽ được, có thể là sẽ được chiếu sau cái buổi lễ đó, thì có thể là những lý do không mong muốn. Thì theo mình thì những trường hợp đó là rất là thấp. Ok, thì nếu mà Thái đề cập tới cái đó thì John có hai thắc mắc nhỏ thôi. Là một cái clip Xem Đây Edit thời lượng dài nhất mà Thái với Thành đã từng dựng là khoảng bao lâu? Riêng với mình thì clip Xem Đây Edit dài nhất mình đã từng dựng thì tầm 5 phút rưỡi, 5 phút 30 giây. 5 phút 30 giây là một thời lượng kỷ lục của Thái từng dựng đúng không? Nó cũng đã khá dài đúng không? Đúng rồi, nó là khá dài rồi. Thành có phá vỡ được kỷ lục này bây giờ chưa ta? Em thì chưa, em clip Xem Đây Edit mà dài nhất em từng dựng là khoảng tầm 4 phút rưỡi. 4 phút rưỡi, wow, ok. Đối với thời lượng đó thì John nghĩ rằng nó cũng đã hơn một cái bài hát rồi. Thì chắc là nếu mà dài hơn nữa thì chắc người xem họ cũng sẽ không đạt được cảm xúc mong muốn như là Thành và Thái vừa chia sẻ đúng không? Rồi ngoài ra còn một câu hỏi nữa mà John muốn dành cho mọi người. Đó là những cái lý do nào, thường những cái lý do nào mà khách quan hay chủ quan mà sẽ khiến cho một cái clip Xem Đây nó sẽ không đến được vào đúng thời gian mong muốn. Thái với Thành sẽ có thể chia sẻ đến với cô dâu chú rể của Heyday Media được không? Theo như kinh nghiệm của mình á, và mình đã từng làm rất nhiều clip Xem Đây Edit, thì cái lý do khách quan nhất có thể là do lịch trình và thời gian của buổi sáng gia tiên có thể nó sẽ bị chậm hơn so với tiến độ ban đầu. Hoặc trong trường hợp là sẽ có thêm những cái buổi lễ bên ngoài buổi sáng gia tiên nữa, như là lễ Hàng Thuận, lễ nhà thờ, thì nó sẽ kéo dài cái thời gian diễn ra gia tiên và cái lễ đó. Nên cái khoảng thời gian edit của bọn mình là sẽ chỉ chậm lại. Ok. Tôi nhớ là đúng là có một số cô dâu là tại vì cái lễ của cô dâu tổ chức quá muộn, có nghĩa là nó đến tầm 2 giờ chiều mới kết thúc, thì đó cũng là một lý do khiến cho cái Xem Đây bị chậm trễ đi. Và cũng như là đôi khi nó là do vấn đề về khoảng cách nữa đúng không mọi người? Có nghĩa là cái khoảng cách từ
phòng dựng của Heidi Media cho đến cái nơi mà cuối cùng tổ chức cái lễ cưới buổi sáng nó quá xa đi. Cho nên là nó sẽ có những cái bất cập mà chắc chắn là chúng mình sẽ không mong muốn, đúng không? Nhưng mà tụi mình cũng đã cố gắng hết sức, và những cái này thì thường là hay đấy cũng đã có những cái làm việc với cô dâu chú rể, hay đây media cũng sẽ confirm với cô dâu chú rể trước để tất cả các hạng mục vẫn được đảm bảo. Tôi nghĩ rằng đó là một cái mà sẽ không ai mong muốn đâu, nhưng mà đây là một cái cũng phải nói cho tất cả mọi người được biết. Cảm ơn Thành và Thái. Thì đây sẽ là một câu khá là dài, và câu này thì câu này tôi sẽ được đọc trước nha. Câu hỏi này sẽ có nội dung như sau: là đám cưới em sắp đến, để có clip scene edit thật nhiều cảm xúc, em và chú rể cần chuẩn bị những gì? Ok, thì cái này thì Thái có thể chia sẻ sơ về cái này không? Nếu theo mình là với mình là một người hậu kỳ, thì qua những thước phim mà mình đã từng dựng á, thì đối với cô dâu chú rể khi mà chuẩn bị cho một cái xem đề edit thì là thứ nhất là cần phải chuẩn bị với cái tinh thần thoải mái nhất, và tinh thần thoải mái nhất này là những bài phát biểu để chuẩn bị sẵn để cho trong clip xem đề edit này, để gửi gắm đến người thân và gia đình này, và những phụ kiện hay là những món đồ kỷ niệm mà mọi người mong muốn được show ra cho khách mời trong buổi tiệc ngày hôm đó. Nhưng mà quan trọng nhất đối với mình nó vẫn là một cái tinh thần thoải mái nhất, để mọi người có thể diễn theo các anh Tiền Kỳ một cách vui tươi. Đây ok ok thì riêng anh thì anh nghĩ rằng đối với cái câu hỏi này thì anh sẽ có một số bổ sung, là tại vì theo như anh được biết thì ở Heyday Media tụi mình sẽ có một bộ phận là các bạn gọi là chăm sóc khách hàng. Thì đội chăm sóc khách hàng này sẽ thường xuất hiện ở những cái show mà những cái package mà cô dâu lựa chọn, đó là Unit Package hoặc là Heyday Package. Thì các bạn sẽ trước ngày show các bạn sẽ liên hệ với cô dâu chú rể, sẽ có những cái trò chuyện, sẽ có những cái quan tâm chia sẻ để cô dâu chú rể chia sẻ những cái kỷ niệm, những cái câu chuyện rất riêng của hai người với nhau. Thì tất cả những thông tin đó sẽ được chuyển tải cho đội Tiền Kỳ, là đội mà đi ghi hình á. Thì sau trong cái ngày ghi hình đó thì các bạn Tiền Kỳ sẽ nắm bắt được những cái idea, những cái mong muốn của cô dâu chú rể. Trong suốt ngày ghi hình đó, các bạn sẽ bố trí ở những khoảnh khắc nào nên diễn ra, rồi những cái hạng mục nào nên quay và những chi tiết nào cần phải nắm bắt được, những khoảnh khắc nào không được bỏ qua, để chắc chắn khi mà cái mình về mình hậu kỳ và cái phim được chiếu lên thì nó sẽ đạt được trọn vẹn những nội dung cảm xúc mà khách hàng mong muốn. Nó sẽ là những cảm xúc mà theo như anh thấy nha, theo như anh được biết là có một số cảm xúc là hai người sẽ chưa bao giờ nói với nhau. Nó có những cảm xúc mà cả đời hai người chỉ đến ngày cưới mới có thể bộc lộ cho nhau. Hoặc nó là một cái điều gì đó mà một trong hai muốn bất ngờ dành cho người kia được biết. Thì anh nghĩ rằng cái câu chuyện mà để chuẩn bị cho một clip xem đây thật nhiều cảm xúc thì nó phải đến từ chính những người trong cuộc, là cô dâu chú rể phải có một cái sự trải lòng nó hết sức thoải mái với chính cả ekip của tụi mình, để tụi mình có thể nắm bắt được, tụi mình có thể thấu hiểu được, và chúng mình có thể lồng ghép nó vào những thước phim, những tấm hình. Thì không biết là Thành và Thái có đồng ý không hả? Đồng ý, hoàn toàn đồng ý. Ok, rồi. Vậy thì anh nghĩ rằng là đối với câu hỏi này thì như vậy, với những thông tin như vậy thì chắc là các cô dâu chú rể của mình cũng đã hiểu được rằng là những điều gì cần và đủ cần phải có để chuẩn bị cho một cái clip xem đây nó thật nhiều cảm xúc. Thì chúng ta sẽ đến với cái câu hỏi thứ hai mà anh nhận được thông qua nền tảng Facebook của Heyday Media, sẽ có nội dung như sau, đó chính là: đám cưới của em không tổ chức tại Sài Gòn nhưng em rất thích tiệc cưới của mình có clip xem đây edit, Heyday hỗ trợ em được không? Câu này chắc là nhờ Thành ha. Thì hoàn toàn có thể nha mọi người. Thì thường thì sau quá trình hậu kỳ thì xem đây sẽ được gửi đến cho cô dâu chú rể bằng cách là chuyển USB đến để chiếu tiệc tối. Nếu như mà cô dâu có 2 ngày và 1 ngày làm ở Sài Gòn, 1 ngày làm tiệc ở quê, thì mình có thể nhận clip xem đây edit bằng cách là tụi mình sẽ up drive và gửi cho cô dâu.
Cảm ơn Thành. Thì cái câu trả lời vừa rồi của Thành cho nghĩ là nó cũng đã khá là chính xác rồi. Thì bản thân anh khi mà anh đi làm á, thì anh thấy là một số cô dâu ở những tỉnh lân cận thôi, các cô dâu cũng rất là thích có một cái sản phẩm clip same day chiếu trong cái ngày cưới của mình. Nhưng mà đó vì lý do về địa lý và nhiều thứ cho nên là cô dâu sẽ khó mà có thể tổ chức được, khó mà có được cái những cái tiết mục, những cái chi tiết đó trong ngày cưới, là cái clip same day trong ngày cưới. Thì thường là tụi mình vẫn có một cái sản phẩm thay thế, đúng không Thành? Nhưng mà anh nghĩ là cái sản phẩm thay thế đó mình sẽ hé lộ ở câu hỏi tiếp theo, nó sẽ hay hơn ha. Cho nên là ok. Câu hỏi tiếp theo thì nó sẽ hơi lạ một tí. Câu hỏi sẽ có nội dung như sau. Đây là một câu hỏi mà John nhận được thông qua nền tảng Instagram. Em từng tham dự một đám cưới của người bạn có chiếc clip same day edit cho 2 day làm. Em mê lắm. Em muốn biết liệu việc này có tốn quá nhiều không? Do em cũng muốn đám cưới mình được như vậy. Em cảm ơn 2 day Media. Đầu tiên cho 2 day xin được cảm ơn bạn vì những tình cảm các bạn đã dành cho sản phẩm của 2 day Media cũng như 2 day nhé. Tiếp theo thì gửi đến bạn giải đáp của chúng mình, đó chính là cái clip same day của chúng mình thì thường sẽ có trong các gói như là Unit Package hoặc là 2 day Package. Tuy nhiên thì đây là một cái hạng mục hoàn toàn có thể book riêng nếu cô chú rể lựa chọn những gói như standard hoặc là những cái gói máy lẻ. Cho nên là mình nghĩ là đối với lại những gì mà cô dâu chú rể đầu tư cho ngày cưới thì cái chi phí cho cái gói Send Edit nó sẽ không quá lớn đâu. Đặc biệt là khi mình quay lại câu hỏi đầu tiên thì những giá trị cảm xúc mà một cái clip Send Edit mang lại nó sẽ rất nhiều, nó sẽ có rất nhiều những cái giá trị vô hình mà Trân tin rằng là khi mà mọi người sẵn sàng đầu tư và mọi người sẵn sàng dành cho tất cả các quan khách tham dự tiệc tối có một cái trải nghiệm đáng nhớ, có một cái sợi dây liên kết tinh thần với cả chủ tiệc, thì Trân nghĩ rằng tất cả những cái điều này nó sẽ hoàn toàn xứng đáng với lại cái sự đầu tư của mọi người. Cho nên là nếu mà mọi người có một cái thắc mắc nào đó chi tiết hơn thì mọi người cứ liên hệ với tổ sales hoặc là nhắn tin trên fanpage của 2day Media phóng sự cưới nhé. Câu này chất lượng nè mọi người, chất lắm, sẵn sàng nhá. Ok, đây là một câu hỏi mà 2day nhận được trên Instagram. Clip Sunday Edit chứa đựng điều gì để người xem cảm thấy hay? Câu hỏi 10.000 điểm. Và câu hỏi 10.000 điểm này thì chúng ta nên dành cho người có vai trò chức vụ cao nhất ở đây, Ngọc Thái. Thái chia sẻ với mọi người nhé. Một câu hỏi khá hay. Ngoài theo mình á, là clip Sunday Edit á, ngoài ý nghĩa của nó là dùng để chỉ mở màn, là tạo không khí trân trọng, thu hút sự tập trung của khách mời là trước tiết mục đặc biệt nhất ngày hôm đó, thì đồng thời á, clip xem day edit là còn là một món quà ý nghĩa đội của đội ngũ tiền kỳ và hậu kỳ của 2day Media gửi đến khách mời cũng như là ba mẹ của cô dâu, và đặc biệt là hai nhân vật quan trọng nhất ngày hôm đó là cô dâu và chú rể. Và nội dung của clip xem day edit á, là những lời cảm ơn chân thành và trân trọng nhất bằng hình ảnh và âm thanh gửi đến quan viên hai họ ngày hôm đó. Là đôi khi á, những lời cảm ơn này là rất khó để nói ra. Xem day edit á, còn là một dịp mà để cô dâu và chú rể là thể hiện tình yêu của mình đối với nhau, là những lời hẹn ước và những lời yêu thương mà đôi khi là rất khó nói khi mà hai người đối mặt với nhau, vì có thể là đó không phải là thì có thể là hai người không phải là hai người thích thể hiện cảm xúc mình cho nhau. Thì đây là một ý nghĩa đặc biệt mà clip Same Day Edit mang lại dành cho khách hàng. Khá là hay. Thông qua cái chia sẻ của Thái thì tôi đã hiểu được rằng clip Same Day Edit nó là một cái sản phẩm nó chứa đựng nhiều hơn cả những cái mà nãy giờ mình nói tới. Nó sẽ là một cái sản phẩm mà nó dùng để dành cho cô dâu chú rể gửi gắm đến cha mẹ quan viên hai họ những cái lời cảm ơn, những lời tri ân rằng
cha mẹ của Viên hay họ là những người đã đưa cô dâu chú rể đến tới chặng đường ngày hôm nay, khi mà cả hai đến được với nhau, bắt đầu một cuộc sống mới, một chặng đường mới. Thì với tất cả những cái giá trị đã đến được ngày hôm nay thì chắc hẳn cái lòng tri ân, mà cái sự biết ơn mà cô dâu chú rể muốn dành cho quan viên hai họ nó sẽ rất là lớn, và sẽ không có một dịp nào khác, không có một cơ hội nào khác, không có một cái phương tiện nào khác tốt hơn là một chiếc clip nho nhỏ gửi gắm vào đó. Ngoài ra thì anh còn thấy thông qua những lần xem đầy edit thì anh cảm nhận được rằng cái xem đầy edit nó là một sản phẩm mà để cô dâu chú rể gửi gắm những cái lời yêu thương dành cho nhau. Có thể nó là những kỷ niệm rất là bất chợt, nó chỉ là những cái mà em có nhớ là lần đầu tiên gặp em thì anh đã nói gì không, hay là lần đó anh tặng em cái nhẫn đó thì em cảm thấy như thế nào, thì bây giờ anh đã làm được lời hứa ngày xưa rồi. Những cái nhắc nhở đó thôi, nhưng mà anh nghĩ rằng khi mà thông qua những cái thước phim của mình, thông qua một cái bài nhạc, thông qua những cái chi tiết mà mình ghi lại được vào buổi sáng, thì chắc chắn cái listen edit nó sẽ là một cái tổng hòa rất là tốt đẹp để gửi gắm, để chuyển tải tất cả những tinh thần, tất cả những cái tấm lòng của cô dâu chú rể dành cho tất cả mọi người có mặt trong ngày cưới ngày hôm đó. Thì cho nên anh nghĩ rằng để mà nói lên rằng điều gì tạo nên cái clip sound edit hoàn hảo, điều gì để bao hàm hết cái clip sound edit thì chắc chắn là sẽ rất là khó, thật sự mỗi người mỗi khác. Nhưng mà anh tin rằng là tất cả những anh em làm nghề như mình thì chắc chắn sẽ luôn luôn cố gắng sẽ đào sâu vào cái tinh thần của cô dâu chú rể để gửi gắm vào đó tất cả những gì họ muốn, đúng không? Ok, rồi cảm ơn Thái, những chia sẻ rất là hay, đúng là chọn mặt gửi vàng. Câu sức nặng nhất là nhờ đúng người. Ok, và câu hỏi tiếp theo cũng là câu hỏi cuối cùng mà chúng mình xin phép được đưa ra trong tập podcast lần này của Hay Đấy, đó chính là: Hay Đấy ơi, lễ cưới của em là sáng ra tiên trưa tiệc, nhưng em rất muốn có tư liệu như phim xem đây để chiếu cho quan khách xem. Hay để tư vấn em với. Em cảm ơn Hay Đây. Đây là một câu hỏi mà chúng mình nhận được thông qua nền tảng Instagram. Và chắc là sẽ nhờ Thành ha. Thì cảm ơn câu hỏi của bạn. Thì tụi mình rất là tiếc khi mà đối với những trường hợp, những cái lịch trình sát sao như vậy thì tụi mình không có đủ thời gian để mà hoàn thiện một chiếc xem đây clip đủ chất lượng để trình chiếu. Nhưng mà tụi mình vẫn có một sản phẩm khác có thể thay thế và đáp ứng nhu cầu của cô dâu chú rể để trình chiếu vào buổi tiệc trưa, và chất lượng thì đã được khẳng định trong thời gian qua và song hành cùng với Senday Edit, đó là Senday Retouch. Thì Senday Retouch là gì? Thì ở đây anh John là một người có rất là nhiều bộ hình Senday Retouch của công ty, thì anh có thể giới thiệu cho mọi người biết Senday Retouch là gì không ạ? Ok, cảm ơn Thành. Để mà nói về sản phẩm Semi Retouch thì chắc là Tom sẽ hỏi mọi người thế này. Đã bao giờ mọi người tưởng tượng được rằng trong cái tiệc cưới của mình, tiệc cưới buổi trưa nha, mình sẽ có một chiếc clip, một cái slideshow có độ dài từ 10 tới 20 tấm hình và chứa đựng hết toàn bộ những cái tình tiết trong buổi sáng giao tiên hay không? Tom nghĩ rằng sẽ khó ai nghĩ tới chuyện này, nhưng đó là điều mà Hay Đây Media tụi mình đã làm được. Tụi mình sẽ chắt lọc rất kỹ những moment diễn ra vào buổi sáng giao tiên ngày hôm đó. Chúng mình sẽ hậu kỳ trong thời gian sớm nhất bởi đội hậu kỳ tại Hay Đây Media, và cuối cùng là cô dâu chú rể sẽ nhận được một chiếc clip chiếu ngay trên màn hình sân khấu, chứa đựng toàn bộ những chi tiết đẹp nhất, xinh xắn nhất và một cách phóng sự nhất. Đây là điều mà Hay Đây Media đã nỗ lực và đã cố gắng rất nhiều để có thể sản xuất ra được một cái loại hình sản phẩm mới, một cái cách để cô dâu chú rể có thể truyền tải được cái tinh thần của buổi lễ ngày hôm đó đến với toàn thể khách mời tham dự tiệc tối hay là buổi tiệc trưa của mình. Và John có một niềm tin rằng Senday Edit cùng với Senday Retouch sẽ là một bộ đôi giúp cho cô dâu chú rể truyền tải được những cái tinh thần, những câu chuyện, những cái gửi gắm đến với toàn thể quan khách trong cái buổi tiệc cưới của mình. Và đây sẽ là những cái chất liệu rất là tốt mà cô dâu chú rể không nên bỏ qua trong đám cưới của mình, trong ngày vui của mình. Và đó là tất cả những gì John
Thành và Thái muốn chia sẻ đến tất cả các bạn khán giả của Hay Đấy những thông tin hữu ích về chủ đề Xem Đây Edit. Đối với các chủ đề tiếp theo thì mọi người đừng nên bỏ qua những gì chúng mình đăng tải ngay trên story của Hay Đây Media phóng sự cưới nhé. Và nếu các bạn thấy số podcast này hữu ích thì đừng ngần ngại lưu lại và bấm nút share đến các cô dâu chú rể tương lai, đến bạn bè của mọi người để chúng ta có thể gặp nhau tại một buổi chiếu Xem Đây Edit nào đó nhé. Lịch phát sóng và nội dung của số podcast tiếp theo sẽ được Hay Đấy đăng tải trên các nền tảng social của Hay Đây Media phóng sự cưới. Mọi người đừng bỏ qua nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chuyên mục của Hay Đấy chúng mình. Hy vọng là số podcast lần này sẽ mang cho các bạn nhiều thông tin thú vị và kiến thức để chuẩn bị thật tốt cho ngày cưới. Mình là Thái. Mình là Thành. Còn mình là Tròn. Xin hẹn gặp mọi người ở các số tiếp theo. Bye.